Em xin chào quý vị. Em xin được giới thiệu đến quý vị một cái đôi loa của Victor quý vị nhé. Một dòng loa của Victor 3 đường tiếng. Rất ít khi em về được một đôi như này. Những đôi như này thì lần trước về được một đôi thì là có các anh kính đặt hàng ngay lập tức này. Thì hôm nay này lại tiếp tục về được thêm đôi nữa này. Những đôi loa như này thì khá là hot, rất là hot. Đây. Con này là con Victor ZS370 quý vị nhé. Victor ZS370 này, dòng Victor thì quý vị chắc không phải nói nhiều nữa rồi. Đấy. À đây là còn dòng Victor Company of Japan. Đây còn là Nine Bitted thì quý vị nhé, Nine Bitted nhé. Đấy. Những cái dòng này chúng ta là những dòng mà nó sản xuất với số lượng giới hạn thì quý vị nhé. Đấy, đây là. Nên những cái đôi như này rất không phải lúc nào có hàng đâu. Quý vị ai có nhu cầu mua hàng liên hệ sớm bên em nhé. Đấy, Victor ZS370 ZS370 nhé. Đây, đây là loa bên tay phải của quý vị này. Đây, bên tay phải đây nhé. Bên tay phải đây. Nó rất to và nặng. Màu gỗ vụ nhìn rất là đẹp nhé. Và cổ nữa, đấy, quý vị có thể nhìn thấy đôi này nhìn rất cổ kính. Đấy. Nhìn rất cổ kính nhé. Rất là phù hợp đặt vào những cái căn nhà làm nội thất gỗ. Đấy, rất là đẹp. Hoặc là tùy quý vị cứ đặt đâu đặt nhà ba gian đặt con này cũng rất đẹp nhé. Kể cả nhà dân sinh quý vị nhé. Đây. Dòng loa Victor này nó có công suất bao nhiêu đây? Đây power handling capacity gì đó 60W quý vị nhé, 60W nhé. Đấy. Với một cái núm này là chắc là để căn chỉnh thêm về cái phần bát chép gì chép chiếc gì đấy của nó. Đây có cái núm vặn này nhé. Cái này quý vị về thử nghiệm giúp em nhé. Một bát, một chung và một chép nhé. Đường kính nó bát 30cm, rất khủng khiếp quý vị nhé. 30cm. Nó chung cũng có đường kính là 13cm. Đấy, nó chép đường kính của nó chép là đi 20 là 10cm nhé. Đấy. Rất là chất. Đây là dòng loa 3 đường tiếng cực kỳ hiếm của Victor nhé. Dòng này biết tịch nên là quý vị ai có nhu cầu liên hệ sớm giúp em nhé. Con này thì giá vừa em có nhìn giá nhưng mà em lại thật sự là em cũng lại quên mất rồi. Nên là chút em sẽ để giá trên tiêu đề tin quý vị nhé. Quý vị có thể xem giá trên tiêu đề tin giúp em nhé. Em sẽ để trên giá trên tiêu đề tin luôn. Hoặc là quý vị có thể nhấc máy gọi điện cho bên em theo số điện thoại là 0966 594581 để đặt hàng con đôi này nhé. Vừa rồi thì em có quên cái vấn đề là đo kích thước của quý vị đó này, cho đo lại kích thước này. Ok. Con này là có chiều ngang là 36cm. Đấy. Chiều sâu của loa là đi 27cm quý vị nhé. 27cm. Và chiều cao của loa. Đấy. Loa có chiều cao đây 70 rồi, 76-9cm quý vị nhé. Đấy. Mọi thông tin chi tiết về đôi loa JVC ZS370 này thì quý vị liên hệ bên em theo số điện thoại là 0966 594581 nhé. Và con này có giá bán là 5.490.000 nhé. Đấy, em nhớ rồi. Bây giờ mãi nhớ. Đấy, 0966 594581. Giá con này là 5.490.000 đồng. Đấy, một đôi loa rất rẻ. Quá rẻ cho một đôi loa bát 30 quý vị nhá. Bát 30 mà chỉ có cái giá là 5.490.000.
lại còn là hàng lại biết tật nữa thì quý vị biết là nó giá rẻ đến mức nào rồi. Đấy là không phải là lúc nào có hàng và không phải có lúc nào cũng đến, nên là quý vị ai có nhu cầu mua ngay giúp em nhé. 5.490.000 liên hệ 0966 594 581 giúp em nhé. Liên hệ anh Đức nhé. Vâng, em xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Đấy, xin chào mọi người và xin mọi người đừng quên đăng ký kênh nhé. Anh nhớ đăng ký kênh của bên em để là gì? Chúng ta nhận được thông báo mới nhất khi mà có hàng về nhé. Em xin chào mọi người. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ.